Để tôi thở, tôi kể cho, tôi nói cho. Con gái tôi đâu? Con gái tôi đâu? Con gái tôi đâu? Chờ con gái của tôi. Con gái của tôi đâu? Tôi đi tìm hơn mấy ngày một cái đâu. Bỏ ra từ từ tôi nói. Con gái đâu? Hôm đưa con gái về liều chơi, xong trời mưa. Trời mưa to ngủ ở đấy, sáng hôm sau đưa nó lên rừng. Trời con mưa to lắm, hôm sau tôi với con gái lên rừng lấy cây sửa lại cái lều, nhưng không biết nó đi đâu rồi, nó đi lạc rồi, lạc trên suối rồi. Nước suối to như thế, nước suối to như thế mà để nó đi suối làm cái gì? Nó gác đi, tôi đi vào đấy, tôi bảo nó ở đấy chờ, nhưng mà tí một lúc ra không thấy đi đâu rồi. Không biết nó đi đâu rồi, hay nó đi theo ai rồi, tôi tìm mấy ngày nay không thấy rồi, tôi sợ quá, tôi không dám về báo cho cô biết. Nên tận hôm nay tôi cũng tìm thấy, tôi gọi cả chính quyền ra đi tìm, họ vẫn đang trên rừng tìm, tôi đi về chạy về báo cho cô biết. Tôi sợ lắm rồi, tôi không biết tìm ở đâu rồi, chỉ sợ nó đi về ai hoặc nó bị làm sao thôi. Nước lũ thì to. Con gái về cho tôi. Tôi biết lỗi rồi, tôi xin lỗi. Cũng là con gái của tôi mà. Đi tìm con gái về cho tôi. Tôi tìm mấy ngày cũng thế rồi. Mọi người, chính quyền, xã, dân quân nó đang ở trên đấy, nó tìm rồi, nó bảo tôi về báo cho cô biết. Để có nhiều người tìm hơn. Con gái về cho tôi. Đừng có đánh tôi biết lỗi rồi. Lắm rồi. Tôi sẽ cố gắng tìm con gái về cho cô.
Ai biết được chuyện đấy nó xảy ra như thế đâu. Tìm nó về, thế không có chuyện gì xảy ra đâu. Tìm con gái về cho tôi. Đi 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 nào, cố gắng đứng dậy đi đi, không có chuyện gì xảy ra đâu. Con không có chuyện gì xảy ra đâu. Không sao đâu, yên tâm đi, không sao đâu, mạnh mẽ lên nào, không sao đâu, tôi cũng rất là lo lắng thế này, biết phải làm thế nào. Từ từ đi, từ từ thôi. Con ơi, chúng tôi đi về bên này xem
Tìm nhá, tôi đi về tìm người về tìm nhá. Con ơi. Cô thấy cái đứa cún mà nó tập tầm như này 4 tuổi đấy, đứa con gái của chú đi qua đây không? Cháu không biết rồi con. Không để ý à? Nó hai ngày xưa hai đi lang thang ở đây chơi, mấy con bé bé ở đây không nhìn.
không thấy à? Chú cảm ơn nhé. Cậu có thấy cái đường cuốn mà tầm tầm như này nó hay lang thang đi qua đây không? Không. Okay. À, con thấy nó bà nhặt được. Bà nào nhặt được? Ở đâu? Có, thấy không? Có một bà già, có một con nhỏ nhỏ, con của chú không? Ở đâu? Ở dưới kia. Xin đưa chú đi, xem đi, nhìn đi. Ở đâu đi đưa chú đi. Ở dưới nào? Đưa chỉ cho chú biết nào. Chú tìm mấy ngày không thấy rồi. Nhìn ở tận đó, không biết có phải con người không. Ở đâu ấy? Ở đâu ấy? Bên kia đây chú, cứ đi xem nhé, có phải không? Ở bên kia à? Ừ. Không biết có phải không, để chú đi xem cái. Đâu, ở chỗ nào chỉ thẳng đấy để chú biết này. Bên kia à? Tận này trên núi đấy à? Ở cái chỗ đá kia. Chỗ đá kia à? Ừ. Thế thì chú cảm ơn nhé, chú đi xem nhé. Con về đi. Mm-hmm.
đây. Có thằng con nó bảo con Tuấn đang ở với bà nào ở trên rừng ấy, trên hang đá ấy. Đưa em đi xem nào. Nhanh lên. Chạy tít ở ngoài kia. Đi. Nhanh lên. Nhanh lên. Mệt lắm rồi. Nhanh lên. Đi. Tít ở trên kia kia xa lắm, trên núi kia. Đi từ từ, nhanh lên, nhanh lên.
không đi về hả? Đi à, đi à, nhanh lên, nhanh lên. Mày, tay con cùng hát đi á. Kéo ơi, ngồi đó, ngồi tàn với mình đó. Xuống ngay, dẫn lộn ngồi á. Mình phải phóng mình, lúc tàn kia như cùng hát như tàn con nổ. Thì về cẩn thận nhá.